Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hai Tech Channel nha. Thì có nhiều bạn hỏi mình là làm sao để mà biết cái số hợp đồng mà cái gói dịch vụ mà đã đăng ký trên truyền hình FPT á. Thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tra số hợp đồng nha. Để mà tra số hợp đồng á, thì rất là đơn giản thôi nha. Ở ngay cái giao diện màn hình nè của truyền hình FPT nè, cho các bạn để ý nè, nó sẽ có cái phần thông tin hợp đồng nè. Tại đây các bạn chỉ cần nhấp vô cái phần thông tin hợp đồng để kiểm tra cái gói dịch vụ nha. Thì ở đây nó sẽ có bao gồm 5 gói dịch vụ chính là gói Foxy, ca cộng, Danet, phim cộng, gói đặc sắc và cơ bản. Gói cơ bản thì mặc định nhà đài đã đăng ký cho các bạn bao gồm 157 kênh truyền hình trong và ngoài nước, trong đó có 52 kênh HD. Nếu mà các bạn muốn cái số lượng mà kênh HD nhiều hơn thì các bạn có thể đăng ký gói đặc sắc. Nó thật ra thêm 30.000 nhưng mà được thêm 20 kênh truyền hình và có 63 kênh HD. Tăng 16 kênh so với gói cơ bản, nó không có hay hơn gì đâu các bạn, về chất lượng hình ảnh nó cũng như nhau, nên đăng ký cái này nói thiệt ra là phí tiền nha. Đừng có bao giờ đăng ký gói đặc sắc nha các bạn, bị lừa tiền đó. Danet và phim cộng là hai dịch vụ phim bản quyền với giá là 50.000 đồng mỗi tháng nha. Cái này nó cũng không có gì hay và hấp dẫn hết, nên các bạn nào mà muốn đăng ký hai cái này thì mình nghĩ thiết yếu các bạn nên mua cái FPT Playbox các bạn xem thì còn có lý hơn. Gói ca cộng thì có bao gồm có 4 kênh ca cộng. Là ca cộng 1 HD, ca cộng NS, ca cộng BM và ca cộng BC. Thì cái gói kênh này là 127.000 đồng một tháng nha, là chưa V nha, V luôn là 140.000 á. Đó, thì bạn nào muốn coi đa cộng trên truyền hình FPT thì có thể đăng ký cái gói kênh này nha, đăng ký ở đây luôn nha. Gói Foxy là cái ứng dụng mới của FPT, đăng ký thì chủ yếu là để coi truyền hình FPT trực tiếp trên điện thoại á. Nhưng mà đăng ký cái này thì hình như mình nhớ không lầm là 30.000 đồng cho một thiết bị điện thoại mỗi tháng nha. Đó, thì các bạn mà muốn biết cái gói nào mình đăng ký hay chưa thì ở trên cái mỗi cái gói đó, nếu mà gói nào mà đăng ký rồi nó sẽ có cái dấu biểu tượng tích nè, còn lại là chưa có đăng ký nha các bạn. Ở dưới cái phần mà thông tin đó, thì nó chỉ đủ yếu là cái thông tin là tên người đăng ký và số điện thoại thôi nha. Đó, nó sẽ hiện ra thông tin người đăng ký lại dưới đây, ngoài ra thì cũng không có gì là hết nữa đó. Thì video này mình cũng chỉ hướng dẫn là các bạn kiểm tra thông tin số hợp đồng nè, tên người đăng ký nè, số điện thoại người đăng ký và các gói dịch vụ đã đăng ký trên truyền hình FPT nha. Bạn nào mà đã biết cái video clip này rồi thì nhớ xem, chia sẻ kênh và like kênh giùm mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hai Tech Channel nha. Chào tạm biệt các bạn.